Mua Android TV Book và camera giám sát giá rẻ nhất, bảo hành dài nhất đến ngay smartdeal.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ever Channel, lại là mình đây. Và hiện tại trên bàn mình đây đang có một con điện thoại có kích thước màn hình rất là lớn các bạn ạ. Thực ra thì đây chính là con Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Nhìn chung thì với cái sản phẩm Samsung Galaxy Tab thì nó cũng chẳng khác gì so với điện thoại là mấy. Chẳng qua nó bổ sung tính năng dock này rồi nó có kích thước màn hình lớn hơn, chứ không hề khác biệt so với những cái điện thoại Android quá nhiều. Rồi, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không review về em Samsung Galaxy Tab S7 này, tại vì đã có quá nhiều kênh đánh giá, trải nghiệm rồi là bla bla về em Tab S7 Plus này rồi. Và cá nhân mình thì mình cũng không mượn được nó quá là lâu để có thể làm video đánh giá cho anh em. Chính vì vậy thì mình sẽ làm một cái video trải nghiệm game ngay trực tiếp trên cái bản này, để xem là trải nghiệm game trên một mẫu máy tính bảng Android với kích thước màn hình lên đến là 12.4 inch cùng với độ phân giải 3K thì nó sẽ như thế nào nhá. Và đặc biệt là với tựa game PUBG, như anh em đã biết rồi là nó đã được update lên cái phiên bản mới là 2.0 cho MacOS Django. Chúng ta sẽ cùng nhau vào trải nghiệm thử luôn. Rồi, và trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về những dòng sản phẩm như kiểu Galaxy Tab S7, S6 Lite cũng như là những dòng iPad với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại Di Động Việt nhé. À rồi, cũng đừng quên nữa là khi anh em mua hàng tại Di Động Việt, đơn hàng trên 4 triệu thì sẽ được giảm giá ngay 150.000 thông qua đường link phần mô tả video luôn. À, nói chung thì cái video mình quay nó thực sự là mình tự quay, thế nên là nếu góc nghĩ các thứ đấy nét bị lỗi thì anh em hy vọng thông cảm cho mình. Ok, bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. À, với em Samsung Galaxy Tab S7 Plus này, nếu như bạn đã từng xem video của một số kênh công nghệ như kiểu Vật Vờ, rồi S Channel hay là anh em TV, bla bla, Tech Room các thứ, thì các bạn đã biết về cấu hình của em nó cũng như là những thứ mà em Galaxy Tab S7 Plus này mang lại rồi. À, mình sẽ điểm qua nhanh một số thông tin nhé. Thì với em Samsung Galaxy Tab S7 Plus, các bạn sẽ có cho mình một cái màn hình là 12.4 inch, một cái màn hình nó to thực sự luôn các bạn ạ. Và nó sẽ đi theo cái tiêu chuẩn là 16:10 thì phải. Nói chung thì với tiêu chuẩn này, nó sẽ thiên về bề ngang hơn là vuông vuông giống kiểu iPad. Và với chiếc màn hình này thì nó sẽ có độ phân giải chính xác hơn là 1756 x 2800 pixel, thì nó sẽ tiệm cận so với độ phân giải là 3K. Tại vì với màn hình 2K thì nó sẽ là 1280 x 2450 hoặc là 2450 đổ lại thì là 2K Plus. Còn đã lên ở cái mức là 2500 pixel đổ lên thì nó là tiệm cận 3K rồi, có thể gọi là 3K trừ cũng được. Màn hình này nó sẽ là một cái màn hình Super AMOLED và chúng ta sẽ có tần số quét lên đến là 120Hz các bạn ạ. Và phải nói rằng là trải nghiệm game này, trải nghiệm ứng dụng trên cái màn hình của cái sản phẩm Samsung Galaxy Tab S7 Plus này nó thực sự là sướng luôn các bạn ạ. Nó quá nhanh, quá mượt và màu sắc các thứ, nó cho mình một trải nghiệm thực sự ấn tượng. Và về phần cấu hình thì em Samsung Galaxy Tab S7 này nó cũng cho mình một sự ấn tượng không kém. Khi em máy này sẽ được trang bị cho mình con chip là 865 Plus, một trong những con chip mạnh mẽ nhất thế giới Android, chỉ sau con chip là 875 chưa ra mắt mà thôi. Và với cái máy này thì nó sẽ được trang bị cho mình bộ nhớ RAM lên đến là 6 hoặc 8GB tùy phiên bản khác nhau. Và bộ nhớ trong của nó sẽ là 128, 256 và 512. Cùng với đó là nó sẽ được trang bị một viên pin 10.090 mAh cho bạn, chi tiết hơn là như vậy. Và công nghệ sạc của nó thì mình không biết do mình chưa tìm hiểu thông tin con này quá nhiều. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau test game luôn để xem trải nghiệm game trên con máy này thì nó sẽ như thế nào. Và đương nhiên rồi, tựa game như mình test nói từ đầu video là tựa game PUBG Mobile VNG phiên bản update 2.0. Thực sự cái trải nghiệm đầu tiên của mình khi mà mình chơi trên cái sản phẩm Samsung Galaxy Tab S7 Plus là màn hình của nó quá lớn luôn các bạn ạ. Cái cảm giác cầm nắm này, cái cảm giác trải nghiệm game không hề sướng một chút nào. Nhiều anh em cứ nghĩ rằng là cái màn hình càng lớn thì game càng sướng, trải nghiệm game càng ngon, nhưng không hề. Khi anh em cầm vào thì anh em mới biết rằng đây là một con máy nó có trọng lượng quá lớn, rồi trải nghiệm cầm nắm của nó thực sự là quá khó chịu. Nếu như mình cầm một tay như này, nó rất cấn và nó rất đau các bạn ạ. Trọng lượng của nó sẽ là 575 gram. Và nếu như bạn dùng kèm với dock này, nếu bạn dùng kèm với cái clip cover ấy, thì trọng lượng của nó sẽ lên tầm là 700 gram cơ. Nói chung là một cái quà tặng trên tay vậy. Và với con máy này thì load game cực kỳ nhanh nha, tại vì đang bị con chip là 865 cơ mà. Hy vọng anh em sẽ thấy ổn với cái phần lấy nét của mình, do hiện tại bây giờ là 11 giờ mấy và mình đang vừa phải tự quay mà vừa phải chấm nét vào màn hình, anh em thấy rung rung không? Đó, hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình. Rồi, và với con máy này thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ chơi được đồ họa là max setting với tựa game PUBG. Đồ họa ở đây là Ultra HD luôn các bạn ạ. Đây là đồ họa 4K nhá. Tuy nhiên thì với con máy này thì khi mình trải nghiệm sơ một trận thì mình thấy rằng là
cái đồ họa 4K của nó chỉ mang tính chất là màu mà thôi, chứ thực ra nó chưa phát huy được hết sức mạnh của con Galaxy Tab này. Tại vì khi mình trải nghiệm game thì mình thấy nó hơi bị rỗ, thì chút nữa mình sẽ nói thêm. Còn những đồ họa khác như kiểu HDR, anh em sẽ có cực độ là 60fps, HD cộng với cực độ cân bằng cộng với cực độ, vào tất cả mọi thứ đều ở cái mức tối đa setting hiện tại với tựa game PUBG. Chẳng qua là nó sẽ chưa được setting ở cái mức 90fps giống như một số phiên bản tàu hay là những chiếc điện thoại wireless chẳng hạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ test đầu tiên với cái đồ họa, đó chính là Ultra HD 4K trước, để xem cái trải nghiệm game của nó sẽ như thế nào. Và mình sẽ chơi trong chế độ là Squad ở map đấu Eren 2.0 luôn. Mình thấy rằng là map đấu Eren 2.0 nhưng thực ra thì nó cũng chả khác gì so với phiên bản 1.0 là mấy. Update thêm một số thứ màu mè và chắc là update thêm cái đồ họa 4K để nó nét hơn thôi. Đây là map đấu Eren 2.0 mà mình đang cho các bạn xem. Thì mình cũng sẽ bật luôn cái phần mềm đo FPS để các bạn có thể thấy được cái sự mượt mà và cái trải nghiệm game trên con Samsung Galaxy Tab S7 Plus này nó sẽ như thế nào nhá. Ok, như vậy các bạn đã hiển thị được cái phần FPS ở ngay góc màn hình rồi. Và nói chung thì hiện tại FPS của nó tương đối là ổn áp ở cái mức tầm 40fps các bạn ạ. Tuy nhiên với kích thước màn hình là 12.4 inch, nó quá lớn để mình có thể control được tất cả mọi thứ trên cái màn hình này. Các bạn thấy không? Phím nhảy này, rồi mình vuốt điều hướng các thứ rất khó khăn luôn. Thậm chí là bây giờ mình với lên map, mình phải bỏ một tay ra, một tay chạm vào map như thế này mới được. Nói chung thì trải nghiệm chơi game trên các màn hình lớn nó có nhiều điểm lợi cũng có nhiều điểm hại. Điểm lợi là chúng ta sẽ có một không gian hiển thị rất lớn. Điểm hại là nó quá nhiều thứ hiển thị trên màn hình này và nó cách hơi xa cái lòng bàn tay của mình. Bây giờ mình thao tác chắc chắn là rất khó khăn, các bạn thấy không? Mình hai tay đã cầm hai bên rồi, giờ muốn thao tác những vị trí như kiểu cài đặt này, rồi là muốn follow ai đó thì chắc chắn là phải bỏ một bên ra. Và trải nghiệm cầm nắm con này thì nó thực sự rất là nặng. Và các bạn thấy này, ngay cái phần cạnh viền của nó ấy, thì nó chỉ có chiều dày là tầm 5 mấy mm. Nói chung thì nó không được kiểu cảm giác cầm nắm nó không được thích cho lắm. Và ngay cái phần cong của nó này, đây cái phần này này, nó hơi bị cấn các bạn ạ. Nó không làm bo cong giống như iPad mà nó lại làm vuông vuông giống kiểu iPhone 4S. Thực sự là mình không hề thích một chút nào. Thì đó là cái điểm mà mình cảm thấy rằng chưa ưng ý lắm trên con Samsung Galaxy S7 Plus. Nói chung thì con này sinh ra cho kiểu giám đốc công ty rồi doanh nhân các thứ, nói chung game thủ như mình thì chắc chắn nó không có con này rồi. Nếu như có tiền thì mình cũng sẽ quất con iPad Pro 11 inch hoặc là iPad Pro 12.9 inch, nó sẽ ok hơn, tối ưu hóa game các thứ ngon lành hơn. Đánh giá về phần đồ họa 4K với con Galaxy Tab S7 Plus thì mình thấy rằng là đồ họa 4K của nó giống như kiểu một trò đùa vậy. Thực sự luôn các bạn ạ, nó cảm giác là không chi tiết lắm, không sắc cạnh lắm. Mặc dù mình đã bật đồ họa 4K, mình đã bật cửa răng cưa lên và mình đã bật mọi cái setting nó lên cao nhất rồi, tuy nhiên thì phần trải nghiệm của nó không hề sướng một chút nào. Đây, và các bạn thấy không, chi tiết trong game rất là to luôn, kiểu súng ống các thứ. Nếu bạn không sắp xếp cho nó hợp lý, và kể cả các bạn sắp xếp hợp lý thì cũng rất khó thao tác được trên cái màn hình của em Samsung Galaxy Tab S7 Plus này. Nói chung con máy này mình thấy là với những trải nghiệm ban đầu của mình là mình không thích rồi đấy. Rồi. Và cái chi tiết hình ảnh ấy thì mình thấy nó hơi bị rố các bạn ạ. Hơi bị rố và hơi bị nhiều một chút do là chắc là kích thước màn hình con này thì lớn này, cộng với độ phân giải cao nhưng mà nó chưa được tối ưu hóa với những tựa game như kiểu PUBG, thế nên là khi mà mình chơi thì thực sự là nó không được sướng một chút nào. Và mình muốn đổi súng, mình thực sự là mất rất là nhiều bước luôn. Kiểu với lên với xuống rất là mỏi. Về vấn đề đồ họa thì như bạn đã thấy rồi, mình đã nói rồi là mình đã bật cửa răng cưa lên rồi và mình đã bật mọi thứ lên cao nhất. Cái cửa răng cưa mình quên bật à? Thảo nào mình thấy hơi bị rỗ một chút. Hóa ra là mình đã không có hai chế độ nha, một là phản chiếu nước và hai là cửa răng cưa. Chúng ta chỉ được bật một trong hai thôi, vậy thì mình sẽ bật cái cửa răng cưa lên để có đồ họa tốt hơn. Còn cái phản chiếu nước thì một chút nữa mình sẽ ra khu vực có nước và chúng ta sẽ test sau. Tiếng súng tiếng chân con này rất là phê, do con này được trang bị tận là bốn cái loa của AKG thì anh em chúng ta khỏi cần phải nói rồi, nó quá bét luôn. Thực sự là mình đang hơi bị khó xử trong trường hợp này. Ui, quá loa được thực sự. Đang bắn nhau dưới tầng dưới này. Buổi loa nó rất to các bạn ạ, mình bật max âm lượng nghe kiểu nó át luôn tiếng của mình. Và hy vọng các bạn sẽ xem video này không bị ao nét, sau mình đang không có ai để lấy nét cả. Tiếng chân rất to và bốn loa của nó thì tái tạo âm thanh vòm, các bạn khỏi cần đeo tai nghe luôn, nghe trái phải trước sau rất ok. Và thậm chí tiếng chân của nó còn to hơn cái tiếng mình nói cơ. Đồ họa thì các bạn có thể nhìn cái phần biểu đồ FPS ở phía trên để đánh giá được cái trải nghiệm chơi game của nó nhé. Có ngon hay không thì bạn có thể tự nhận xét.
Còn bây giờ thì mình đang cầm chiếc tablet nó quá to, thế nên là mình không thể control được cả màn hình các thứ. Ui, màn hình nó quá to, khi mà nhìn vào thì có vẻ khá là chi tiết đấy. Nhưng mà cái điểm ở đây mình không thích cho lắm là cái map này nó ở ngay một bên trái và mình tập trung mắt nhìn vào cái phần trung tâm của màn hình ấy, thì ngay cái phần màn hình bên trái, cái phần map để mình xem tính chân ấy, là gần như chúng ta không xem được, chúng ta không thể là control một lúc cả hai việc như vậy. Cái vị trí nó quá xa. Đồ họa 4K phải nói là khi bật khử răng cưa lên rồi thì mình thấy nó vẫn răng cưa khá là nhiều. Nó chỉ giải quyết được tầm là 30-40% gì đó thôi. Và các bạn có thể nhìn cái biểu đồ FPS phía trên để biết được cái đồ họa 4K, cái trải nghiệm game của nó sẽ như nào nhé. Mình sẽ kéo cái phần đồ họa cho bạn có thể xem được chi tiết hơn. Nói chung thì khi mà mình nhìn vào cái biểu đồ FPS này thì mình thấy nó tương đối ổn. Nó chỉ loanh quanh tầm 39-40 thôi, chứ không có drop quá nhiều đâu. À, mình quên mất là mình chưa đo nhiệt độ, để mình test xem là con máy này khi mà chúng ta chơi nó sẽ như nào nhé. Đây là nhiệt độ mặt trước này. Ui, nó quá to luôn, như kiểu một cái thớt luôn. Tầm 35 độ, ở phía trên cái phần nóng nhất mình cảm nhận được thì nó sẽ tầm 36. Và phía trên này nữa thì nó sẽ tầm 36 luôn. Và mình cầm phải hơi cẩn thận con này mới được. Và ở dưới thì nó 34. Và ở trung tâm thì nó là Thanh Hóa. Và ở trên thì nó cũng là Thanh Hóa nốt. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là nó bị mất kết nối cái ấy rồi, FPS rồi. Mình phải kiểm tra lại mới được. Do là con máy này quá to, khi mà mình di chuyển thì cộng tác của nó bị lỏng luôn. Cái nút nào để nhảy xuống ấy nhỉ. Rồi để mình show qua cái phần FPS cho bạn xem trước, rồi tí mình sẽ chiến đấu tiếp. Ok, FPS đã có lại rồi các bạn ạ. Do lúc nãy mình đo nhiệt độ nên nó bị lỏng mất cái cáp. Nồng độ mình đã chấm cái vị trí đỉnh rồi, ok. Phải nói là 4 loa đang có trên con Tab S7 này, nó nghe cực kỳ phê luôn. Nghe tiếng chân ở bên phải, bên trái mà, với cả tiếng súng nó đánh. Ghim tâm rất khó khăn nha. Thế các bạn là mình ghim tâm không được luôn. Bắn kiểu gì đây? Thế thì chịu rồi. FPS thì vẫn loanh quanh tầm 40-39. Nhưng mà thực sự mình không thể nào mà bắn được các bạn ạ. Khó thực sự. Đỉnh ở đâu ta? À, ở phía trên đồi. Ồ, thôi xong. Ok, như vậy chúng ta phải làm chuyện khác rồi. Bây giờ thì mình sẽ thoát ra và chúng ta sẽ chơi đồ họa HDR cộng với xong FPS để xem trải nghiệm game của nó sẽ như thế nào. Có khá hơn so với đồ họa là 4K hay không nhá. Ok, và mình đã comeback trở lại ở đây. Lần comeback này thì mình sẽ chơi đồ họa như mình đã nói là HDR cộng với cực độ. Cá nhân mình thấy là với đồ họa HDR cộng với cực độ trên con Samsung Galaxy Tab S7 Plus này, nó có phần đẹp hơn đồ họa 4K luôn các bạn ạ. Hình ảnh có phải chi tiết hơn và cảm giác màu sắc các thứ nó cũng sẽ ok hơn. Còn với đồ họa 4K thì mình thấy tình trạng răng cưa nó khá là nhiều, chắc là nó do không tương thích lắm với cái màn hình có độ phân giải 2K cộng gần 3K như là đang có trên con Samsung Galaxy Tab S7 Plus ở đây. Ui chết cha rồi, các thanh niên bên kia đã đáp xuống rồi. Thôi xong. Dùng con Samsung Galaxy Tab S7 Plus này mình cứ kiểu lướng cuống kiểu gì ấy. Thao tác di chuyển các thứ rất khó khăn. Và với đồ họa là HDR cộng với Extreme thì mình thấy FPS của nó gặp khá là nhiều vấn đề. Khi nó tụt sâu nhất xuống 43 FPS như các bạn đã thấy trên màn hình. Và cái trải nghiệm chơi game của nó thì không hề ổn định một chút nào. Con Samsung Galaxy Tab S7 Plus này gặp một tình trạng giống kiểu iPad, là nó bị giảm độ sáng màn hình khi mà mình chơi game nóng nha. Kiểu mình đã bị cảm giác là nó đã bị hạn độ sáng rồi. Như trong nhà có người hay trên nhà ta? Có thanh niên ở trong nhà mình. Quả loa của Tab S7 Plus nghe rất sướng, cảm nhận được rất rõ tiếng chân luôn. Nhưng mà FPS thì vẫn đang có vấn đề. FPS lăn quanh tầm 5x FPS, đầu 5x FPS. Có vẻ như là không ổn định lắm. Cảm giác cầm con Tab S7 Plus này thì thời gian lâu khá là mỏi các bạn ạ. Nếu bạn muốn chơi game tốt trên con máy này thì ít nhất phải có một cái gối, rồi chúng ta đặt cái con Tab này lên cái gối.
chơi game nó sẽ dễ hơn và không có bị mỏi. Ui, đùa với cậu. Mình biết thanh niên này ở đây lâu rồi nhưng mà bạn mình qua thì không thấy. Tại vì cảm nhận tiếng chân của con này nó quá ngon. Ui, nó giàu thế này cơ mà. Thôi, xong rồi. Đi đời rồi. Hép, hép, hép. Ui, đi luôn. Ai, cay thực sự. Thôi, nó không sao, không sao. Nói chung thì đây chỉ là một cái video trải nghiệm nhanh của mình về con Tab S7 cũng như là về phần trải nghiệm game của nó thôi. Nói chung thì đây là một con tablet mình thấy rằng là nó tập trung vào công việc là chính, còn với vấn đề trải nghiệm chơi game thì mình thấy nó không phù hợp một chút nào. Thứ nhất là game chưa tối ưu. Game như kiểu PUBG thì bạn thấy là cái phím điều hướng này khi mà mình di chuyển rất là luống cuống và chúng ta không thể nào mà thao tác được mọi thứ trên cái màn hình của cái sản phẩm Samsung Galaxy Tab S7. Cho dù bạn có sắp xếp nó thật là chi tiết tới cỡ nào đi nữa thì thực sự là mình thấy cái phần di chuyển trên cái màn hình này nó rất là khó khăn. Thứ hai là cái phần cảm giác cầm nắm thì với con Samsung Tab S7 cảm giác cầm nắm của nó trong thời gian dài rất là mỏi các bạn ạ. Cho dù là mình cầm hai tay hay cho dù mình cầm một tay để thao tác bên trái bên phải gì đó thì thực sự rằng đây là một chiếc máy tính bảng có một cái trọng lượng rất là lớn. Khi trọng lượng của nó lên đến là 575g và cầm tầm 30 phút thì các bạn đã thấy mỏi lừ ra rồi. Và thứ ba nữa mình muốn chia sẻ là hiệu năng con này thực sự là mình trải nghiệm game mình thấy nó không có một cái gì quá ấn tượng. Khi mà con chip 865 khi mà mình chơi ở độ họa đó chính là HDR cộng với Extreme thì nó chỉ nhấp nháy rồi là FPS của nó nhảy lên nhảy xuống liên tục và trong tầm giá tầm 18 triệu hoặc là hơn phía phiên bản S7 Plus thì nó sẽ rơi vào tầm là 23 triệu thì mình thấy chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn về gaming phone có được cái trải nghiệm ngon hơn như kiểu ROG Phone 3 hay là bạn có thể mua một số dòng điện thoại hàng chính hãng đã có cho mình con chip 865 rồi như kiểu là Oppo Find X2 Pro chẳng hạn hoặc là OnePlus 8 Pro thì mình thấy trải nghiệm game của nó sẽ ok hơn. Rồi, và nói về phần nhiệt độ thì con máy này thì mình thấy nhiệt độ của nó cứ tầm 35-36 độ thôi. Chắc là do một con tablet có kích thước nó hơi lớn nên là cái phần nhiệt độ của nó thì không có nóng lên và không tập trung nóng ở đâu quá nhiều mà nó chỉ loanh quanh tầm là 36-38 độ là cao nhất ở phần mặt trước. Và với phần mặt sau thì khi mình trải nghiệm, mình test luôn thì nhiệt độ của nó cũng không cao hơn quá 40 độ đâu. Đây, mình test cho bạn xem. Đó, chỉ là 37 thôi. Và cái phần trung tâm của nó thì cũng chỉ là 37 và thanh hóa độ cùng với phần cạnh dưới thì nó sẽ tương tự luôn. Đó chỉ là 34 thôi. Nói chung nhiệt độ con này nó khá là mát. Rồi, và đó chính là tất cả những trải nghiệm về chơi game mà mình chia sẻ được trên cái sản phẩm Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Vậy thì bạn nghĩ gì về con máy này? Và liệu rằng là 23 triệu bạn đang cần cho mình một chiếc tablet để chơi game thì bạn có mua sản phẩm này không? Còn cá nhân mình thì mình sẽ mua chiếc iPad Pro để có được trải nghiệm chơi game là tốt nhất. Còn con máy này thì mình mua nó thiên về công việc. Tại vì khi mà mình trải nghiệm qua những thứ mà nó làm được về phần công việc thì mình thực sự ấn tượng. Tại vì con iPad Pro ấy thì nó không thể nào làm được như kiểu là Samsung Deck, rồi là chúng ta chia nhiều ứng dụng cửa sổ như kiểu Windows, chúng ta sẽ không có thể nào mà làm được một số ứng dụng như kiểu Bullet Pen các thứ. Thì mình thấy con Tab S7 Plus này nó làm tốt ở những nhiệm vụ như vậy. Rồi, nói chung thì video của mình xin tạm dừng đây. Nếu bạn cảm thấy hay thì đừng quên để lại một like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye, chắc bây giờ mình cũng tắt máy và đi ngủ đây.